Chương 5. Óc tưởng tượng. Xưởng làm việc của tâm trí, bước làm giàu thứ 5. Óc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch, động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng. Người ta cho rằng con người có thể tạo nên bất kỳ thứ gì mà anh ta tưởng tượng ra bằng khả năng tưởng tượng của mình. Trong suốt 50 năm qua, con người đã khám phá và khống chế được sức mạnh tự nhiên nhiều hơn so với toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại trước đó cộng lại. Và cho dù những thành tựu đạt được là rất lớn lao, chúng ta vẫn còn cách rất xa giới hạn mà con người có thể đạt được. Giới hạn duy nhất của con người nằm trong sự phát triển và sử dụng óc tưởng tượng. Trí tưởng tượng của con người cung cấp những khả năng vô hạn, nhưng chúng ta mới chỉ khám phá ra rằng mình có óc tưởng tượng và bước đầu sử dụng chúng một cách rất sơ đẳng. Hai dạng khác nhau của óc tưởng tượng. Khả năng tưởng tượng thực hiện chức năng của mình theo hai dạng: óc tưởng tượng tổng hợp và óc tưởng tượng sáng tạo. Khả năng tưởng tượng tổng hợp, khả năng này cho phép một người có thể sắp xếp những khái niệm, ý tưởng hay kế hoạch cũ thành những kết hợp mới. Khả năng này không tạo ra cái gì cả, nó chỉ hoạt động với nguyên liệu là kinh nghiệm, học vấn và những quan sát mà ta thu được. Đây là khả năng được hầu hết các nhà phát minh sử dụng, trừ những thiên tài có thể viện đến khả năng tưởng tượng sáng tạo một khi họ không thể giải quyết được vấn đề bằng óc tưởng tượng tổng hợp. Khả năng tưởng tượng sáng tạo, khả năng này cho phép trí tuệ hữu hạn của con người liên hệ trực tiếp với miền trí tuệ vô biên. Đó là khả năng mà nhờ đó những linh cảm và cảm hứng hình thành. Khả năng này mang đến cho con người tất cả những ý tưởng, cả cũ lẫn mới. Nhờ khả năng này mà một cá nhân có thể nắm bắt được những rung cảm của người khác và qua đó liên kết được với tiềm thức của họ. Óc tưởng tượng sáng tạo tự hoạt động chỉ khi tiềm thức của bạn được khuyến khích, kích hoạt và hoạt động ở nhịp độ cao tới mức nó trở nên mẫn cảm và nhạy bén. Một ví dụ điển hình là khi tiềm thức bị kích động bởi cảm xúc của một khát khao mãnh liệt. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính cũng như các họa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ, nhà văn lớn đều trở thành những con người vĩ đại bởi họ biết cách phát huy khả năng sáng tạo của mình. Khát khao chỉ là một ý niệm, một sự thúc đẩy, nó chưa cụ thể, dễ tiêu tan, trừu tượng và không có giá trị gì cả cho đến khi được biến thành những giá trị vật chất tương đương. Khả năng tưởng tượng tổng hợp được sử dụng thường xuyên trong quá trình biến khát vọng thành của cải. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh và tình huống đòi hỏi bạn phải kết hợp cả óc tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi được sử dụng, khả năng tưởng tượng tổng hợp và sáng tạo trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn bao giờ hết. Và nếu khả năng tưởng tượng của bạn bị yếu do ít sử dụng, hãy làm cho nó hồi sinh. Những cơ bắp hay bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng sẽ phát triển hơn nếu được luyện tập. Óc tưởng tượng của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn khi bạn thường xuyên dùng đến nó. Rèn luyện khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đầu tiên, hãy chú ý phát triển khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đây là khả năng bạn sẽ phải sử dụng nhiều hơn trong quá trình biến khát khao thành tiền bạc, biến động lực vô hình của khát vọng thành hiện thực hữu hình của vật chất. Đòi hỏi phải sử dụng một hay nhiều kế hoạch. Những kế hoạch này phải được định hình dưới sự giúp đỡ của óc tưởng tượng và chủ yếu là khả năng tưởng tượng tổng hợp từ những kinh nghiệm, học vấn và quan sát của cá nhân bạn. Hãy lắng nghe hết cuốn sách rồi sau đó quay lại chương này và bắt đầu sử dụng óc tưởng tượng của bạn nhằm thiết lập ngay một kế hoạch để biến khát khao của bạn thành tiền bạc. Những ví dụ và hướng dẫn để xây dựng kế hoạch đã được đề cập đến trong gần như tất cả các chương. Hãy làm theo và hướng dẫn nào phù hợp với những nhu cầu mà bạn thấy hay và bạn cảm thấy là nhu cầu dành cho bạn nhiều nhất. Hãy viết ra thành một kế hoạch. Khi bạn hoàn thành điều này, bạn hãy định hình được cụ thể khát vọng vô hình của mình. Bây giờ, hãy đọc lại câu trên một lần nữa theo cách diễn đạt hơi khác một chút. Thời điểm mà tôi viết được ra kế hoạch của mình cũng là lúc tôi đã định hình được một cách rõ ràng và cụ thể khát vọng vô hình của mình. Hãy đọc thật to điều đó và cố gắng nhập tâm để nhận thức những gì bạn đang tự nhủ với chính mình. Khát vọng chỉ là một ý niệm. Thông qua khả năng tưởng tượng tổng hợp,
kinh nghiệm, học vấn và những quan sát của bạn sẽ định hình cho các tư duy đó. Từ thời điểm bạn thực hiện những chỉ dẫn này và viết ra những khát vọng và kế hoạch của mình, bạn đã thực hiện được bước đầu tiên trong chuỗi nhiều bước cho phép bạn biến tư duy thành giá trị vật chất tương đương. Khai phá khả năng tưởng tượng sáng tạo. Trái đất chúng ta đang sống cũng như bản thân bạn hay mọi thực thể khác đều là kết quả của một quá trình thay đổi mang tính tiến hóa. Mọi sự vật hiện tượng từ nhỏ đến lớn đều được tổ chức và sắp xếp theo một trật tự nhất định. Cho đến khi khoa học đủ phát triển, có thể xác định rõ hơn bản chất của thế giới, toàn bộ vũ trụ được con người nhìn nhận chỉ bao gồm 4 thành tố: thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Hơn nữa, điều này mới vô cùng quan trọng. Trái đất này, cũng như mỗi một tế bào trong số hàng tỷ tế bào trong cơ thể bạn, mỗi phần tử nhỏ nhất cấu thành vật chất đều bắt nguồn từ một nhận dạng năng lượng vô hình. Sự kết hợp giữa năng lượng và vật chất đã tạo ra mọi hữu thể tồn tại trong thế giới này, từ những vì sao lớn nhất trên bầu trời đến bản thân con người sống trên trái đất. Khát khao là động lực thúc đẩy để suy nghĩ. Động lực thúc đẩy để suy nghĩ là một dạng của năng lượng. Khi bạn bắt đầu quá trình tích lũy tiền bạc bằng động lực của ý niệm, bạn đang ứng dụng vào sự nghiệp của mình một dạng vật chất đặc biệt mà tạo hóa đã sử dụng để tạo ra trái đất cũng như các dạng vật chất khác nhau trong vũ trụ bao la này, bao gồm cả thể xác và trí não, mà trong đó những động lực suy nghĩ vô hình đang hoạt động. Bạn đang cố gắng biến khát vọng thành những giá trị vật chất tương đương. Có những quy luật và có những luật của vật chất và cả những nguyên tắc của tinh thần có thể giúp bạn làm được điều đó. Nhưng trước tiên, bạn phải làm quen với những luật đó và học cách sử dụng chúng bằng cách nhắc đi nhắc lại và miêu tả các nguyên tắc từ mọi góc độ. Tôi cố gắng hé mở cho các bạn thấy bí quyết mà những người giàu đã có sử dụng để tích lũy lượng tài sản khổng lồ của họ. Điều lạ lùng và nghịch lý là ở chỗ bí quyết mà không phải là bí quyết. Bí quyết ấy hiển lộ rõ ràng trên trái đất, trên các vì sao, trên những hành tinh, trong tất cả môi trường xung quanh chúng ta, trong từng cành cây ngọn cỏ và mỗi dạng thức sống mà chúng ta nhìn thấy. Đừng ngã lòng nếu như bạn không hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận triết lý này. Tôi không mong đợi bạn sẽ chấp nhận mọi điều được đề cập tới trong chương này ngay từ lần đọc đầu tiên. Lần sau, khi bạn đọc và lắng nghe lại và tìm hiểu nó, bạn sẽ khám phá ra được những điều có thể giúp làm sáng tỏ và thấu hiểu một cách rộng hơn về thông điệp tổng thể của triết lý này. Điều quan trọng là đừng dừng lại hay do dự trong quá trình học hỏi những nguyên tắc này cho đến khi bạn học được quyển sách nhất 3 lần. Sau đó, bạn sẽ không muốn dừng lại nữa. Làm thế nào để tận dụng được khả năng tưởng tượng một cách thực tế? Ý tưởng là xuất phát điểm của mọi gia tài và là sản phẩm của óc tưởng tượng. Hãy cùng nhìn lại một số câu chuyện có thật về những ý tưởng đã giúp tạo dựng những tài sản khổng lồ. Tôi hy vọng rằng sẽ cho các bạn thấy tầm quan trọng của trí tưởng tượng trong việc biến ý tưởng thành các thành công. Và những câu chuyện đó cũng sẽ minh họa cho các bạn thấy những phương pháp sử dụng trí tưởng tượng để tích lũy của cải. Cái ấm diệu kỳ. Vào giai đoạn cuối những năm 1880, một bác sĩ già ở vùng nông thôn đánh xe ngựa xuống thành phố. Đến nơi, ông buộc ngựa, lặng lẽ đi vào cửa sau của một hiệu thuốc và bắt đầu mặc cả với người bán thuốc trẻ tuổi. Hai người thì thầm sau quầy kê đơn thuốc trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó người bác sĩ quay ra. Ông đến bên cổ xe đọc mã của mình và bê xuống một cái ấm đun nước to, cũ kỹ cùng với một cái thìa gỗ lớn, rồi để chúng đằng sau cửa hàng. Người bán thuốc xem xét cái ấm, rồi cho tay vào túi lấy ra một xấp tiền và đưa cho bác sĩ. Xấp tiền đó chính xác là $500, là toàn bộ số tiền dành dụm của anh. Người bác sĩ đưa lại cho chàng trai trẻ một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết một công thức bí mật. Số tiền sinh ra từ mảnh giấy đó có thể đủ để chuộc một vị vua. Song cả ông bác sĩ và người bán hàng trẻ tuổi ấy đều không biết rằng những gia tài khổng lồ đã được định sẵn sẽ chảy ra từ cái ấm đó. Người bác sĩ già hài lòng khi bán được cái ấm với giá $500. Người bán hàng đang đứng trước một ván bài được ăn cả ngã về không nhờ vào một mẩu giấy và một cái ấm nước cũ. Anh ta chưa bao giờ dám mơ rằng cuộc đầu tư này đã mang đến cho mình một chiếc ấm bên trong chứa đầy vàng, còn hơn cả chiếc đèn thần của Aladdin. Thật ra,
Cái mà người bán hàng đã mua được là một ý tưởng. Cái ấm cũ và chiếc thìa gỗ cùng lời nhắn bí mật bên trong miếng giấy đó chỉ là phụ. Sự kỳ diệu của cái ấm chỉ bắt đầu lộ ra sau khi người chủ mới trộn vào những công thức bí mật trong mẫu giấy với thành phần đặc biệt mà ông bác sĩ không hề biết. Bạn có biết là người thanh niên trẻ đã thêm gì vào công thức đặc biệt khiến cho cái ấm có thể chảy ra vàng hay không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà lạ lùng hơn cả những tiểu thuyết hư cấu. Tất cả bắt nguồn dưới dạng một ý tưởng. Hãy xem số vàng khổng lồ mà ý tưởng này đã sản sinh ra. Nó đã và đang mang đến gia tài khổng lồ cho nhiều người sống trên toàn thế giới. Những người đã mang điều bí mật chứa bên trong cái ấm và hàng triệu người khác. Cái ấm cũ ấy giờ đây chỉ là một trong những cỗ máy tiêu thụ đường lớn nhất thế giới. Nó đã cung cấp việc làm cho hàng vạn người trồng mía, tinh lọc và bán đường. Cái ấm cũ ấy hàng năm tiêu thụ hết hàng triệu chai thủy tinh, cả chai nhựa vẫn lẫn vỏ lon, cung cấp việc làm cho rất nhiều thợ thủy tinh. Cái ấm cũ đã đưa công ăn việc làm đến cho vô số nhân viên bán hàng, người viết tốc ký, người viết bài quảng cáo và những chuyên gia quảng bá sản phẩm trên toàn thế giới. Nó mang danh tiếng và tiền tài đến cho các nghệ sĩ đã tạo ra những hình ảnh tuyệt vời để mô tả và quảng bá cho sản phẩm bắt nguồn từ nó. Cái ấm cũ đã biến Atlanta, một thành phố nhỏ phía nam nước Mỹ, thành một trung tâm thương mại lớn. Giờ đây, nó mang đến lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp cho mọi hoạt động kinh doanh. Và thực tế là mọi cư dân của thành phố, tầm ảnh hưởng của ý tưởng này giờ đây đã sinh lợi cho tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới và không ngừng rót ra một dòng suối vàng cho tất cả những ai chạm đến nó. Vàng từ chiếc ấm đã xây dựng và duy trì một trong những trường học nổi tiếng nhất của miền Nam, nơi hàng ngàn thanh niên đã được đào tạo để đạt đến thành công. Nếu sản phẩm bắt nguồn từ cái ấm đồng cũ có thể nói được, nó có thể kể những câu chuyện ly kỳ bằng mọi ngôn ngữ. Đó là những câu chuyện về tình yêu, về công việc, về những người thuộc đủ mọi loại nghề nghiệp đang hàng ngày được nó khích lệ. Ít nhất tôi biết chắc chắn một câu chuyện lãng mạn như thế, bởi vì chính tôi là một phần của nó. Câu chuyện bắt đầu không xa lắm từ chỗ mà người bán thuốc mua cái ấm cũ ấy. Đó chính là nơi tôi gặp vợ mình, và cô ấy là người đầu tiên nói với tôi về cái ấm kỳ diệu này. Chúng tôi đã uống sản phẩm của cái ấm ấy. Khi tôi hỏi cô ấy có chấp nhận luôn ở bên tôi dù giàu có hay khó khăn, lúc bình yên cũng như hoạn nạn. Dù bạn là ai, sống ở đâu, làm nghề gì, mỗi khi nhìn thấy thương hiệu Coca-Cola, bạn hãy nhớ rằng đế chế hùng mạnh, giàu có và đầy ảnh hưởng ấy được sinh ra từ một ý tưởng duy nhất và thành phần bí ẩn mà nhân viên bán thuốc Asa Candler đã hòa quyện với công thức bí mật của ông bác sĩ, đó chính là óc tưởng tượng. Đến đây, bạn hãy ngừng đọc và suy nghĩ chốc lát. Vậy nhớ rằng những bước hướng dẫn đến sự thành công và giàu có được miêu tả trong cuốn sách này cũng chính là những nguyên tắc mà Coca-Cola đã vận dụng để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến với mọi thành phố, thị trấn, làng mạc và ngóc ngách trên toàn thế giới. Vậy bây giờ, điều quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ, những ý tưởng mà bạn tạo ra cũng có khả năng thành công như ý tưởng giúp hình thành nên loại nước giải khát hàng đầu thế giới này. Tôi sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô la? Câu chuyện sau đây sẽ chứng thực cho câu nói của người xưa, có chí thì nên. Người kể cho tôi nghe câu chuyện này là Frank Gonzalez, một nhà sư phạm kim giáo sĩ rất được yêu mến. Ông bắt đầu sự nghiệp truyền đạo của mình từ một khu vực chuyên chăn nuôi gia súc ở Chicago. Khi Gonzalez đang học ở trung học, ông đã nhìn thấy nhiều nhược điểm trong hệ thống giáo dục hiện hành. Ông tin rằng mình có thể khắc phục được những nhược điểm đó nếu ông là hiệu trưởng của một ngôi trường. Ông có ý định xây dựng một ngôi trường mới. Ở đó, ông có thể thực hiện ý tưởng của mình mà không bị sự cản trở của những phương pháp giáo dục chính thống. Ông cần 1 triệu đô la để thực hiện kế hoạch này. Làm sao ông có được số tiền quá lớn đó? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí của nhà truyền giáo trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng ấy. Song dường như ông không thể tiến thêm một bước nào trong việc thực hiện ý tưởng kể trên. Mỗi đêm, ông mang theo những ý nghĩ này vào trong giấc ngủ. Ông thức dậy cùng với nó vào buổi sáng. Ông mang nó đến mọi nơi. Ông cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh trong ông. Là một triết gia cũng như là một nhà truyền đạo, Ngài Gonzalez nhận ra rằng mục đích rõ ràng là điểm khởi đầu cho tất cả những người đã thành công trong cuộc sống. Ông cũng nhận ra rằng mục đích rõ ràng giúp con người nhận được sinh khí và sức mạnh. Chính sinh khí và sức mạnh ấy, khi được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng, sẽ biến mục đích đó thành giá trị vật chất tương đương. Ông biết rõ chân lý vĩ đại này, dù ông chưa biết tìm ở đâu hay làm cách nào để có được 1 triệu đô la.
Ở vị thế của ông, người ta thường bỏ cuộc và trốn tránh bằng cách tự biện minh là: à, tốt thôi, ý tưởng của mình rất hay, nhưng mình không thể thực hiện nó vì không có $1,000,000. Đó chính xác là những gì mà số đông sẽ nói, nhưng không phải quan điểm của Gonzales. Những điều ông nói và làm rất quan trọng, nên bây giờ tôi sẽ giới thiệu ông với các bạn để ông tự nói về mình. Một buổi chiều thứ bảy, tôi ngồi trong phòng và nghĩ cách để kiếm tiền thực hiện kế hoạch của mình. Trong gần 2 năm, tôi chỉ nghĩ về nó mà không làm việc gì khác. Đã đến lúc hành động, tôi quyết định ngay tại chỗ ấy và ngay lúc này là tôi sẽ có được $1,000,000 trong vòng 1 tuần. Bằng cách nào, tôi không quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng nhất là tôi đã quyết định phải có được số tiền đó trong một khoảng thời gian xác định. Tôi muốn kể cho bạn nghe về khoảnh khắc khi tôi nảy ra ý định dứt khoát rằng mình phải có được khoản tiền đó trong một thời gian xác định. Một cảm giác chắc chắn kỳ lạ trào dâng trong tôi. Cảm giác mà tôi chưa từng trải qua, dường như có tiếng nói vang vọng trong tôi: tại sao trước đây ông không quyết định sớm? Số tiền này luôn đang đợi ông đấy. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Tôi gọi đến các tờ báo và nói với họ rằng tôi sẽ có một bài thuyết giảng vào sáng hôm sau với tựa đề "Tôi sẽ làm gì nếu có $1,000,000". Tôi bắt đầu chuẩn bị cho bài thuyết giảng ngay sau đó. Nhưng tôi phải nói với các bạn một cách trung thực rằng công việc này hoàn toàn không khó, bởi vì tôi đã chuẩn bị cho bài thuyết giảng này trong vòng gần 2 năm. Rất lâu trước nửa đêm, tôi đã hoàn tất bài thuyết giảng của mình. Tôi đi ngủ với một tâm trạng rất tự tin, bởi tôi thấy mình dường như đã có được món tiền $1,000,000 ấy. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đọc lại bài thuyết giảng. Tôi quỳ xuống cầu nguyện và tự hỏi rằng bài thuyết giảng của tôi liệu có thể gây chú ý cho một ai đó để có thể cung cấp số tiền tôi cần hay không. Khi tôi đang cầu nguyện, tôi lại có cái cảm giác chắc chắn rằng số tiền đó sẽ đến với tôi. Trong cơn phấn khích, tôi đi ra ngoài mà không cầm theo bài thuyết trình, và tôi không nhận ra điều này cho đến khi đã đứng trên bục giảng và bắt đầu thuyết trình của mình. Đã quá trễ để tôi quay về lấy bài giảng đã chuẩn bị, và thật may mắn là tôi không đã làm như thế. Thay vào đó, tiềm thức của tôi đã tạo ra những ý tưởng mà tôi cần. Khi tôi đứng dậy bắt đầu bài nói, tôi nhắm mắt lại rồi nói với tất cả trái tim và tâm hồn về giấc mơ của mình. Tôi không chỉ nói với thính giả mà tôi còn thấy như mình đang nói chuyện với Chúa. Tôi nói tôi sẽ làm gì với $1,000,000 nếu số tiền đó được đặt vào tay tôi. Tôi diễn tả kế hoạch của mình để xây dựng một cơ sở giáo dục tuyệt vời, nơi những người trẻ tuổi có thể học tập để biết cách thực hiện những điều thiết thực cũng như phát triển trí tuệ của họ. Khi tôi hoàn tất bài diễn thuyết và ngồi xuống, một người đàn ông chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cách bục giảng khoảng 3 hàng ghế, rồi đi về phía tôi. Tôi tự hỏi rằng ông ta sẽ làm gì. Ông ta đến bục giảng, dang rộng vòng tay ra và nói: "Thưa cha, tôi thích bài thuyết giảng của ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ làm được tất cả những gì mà ngài nói nếu ngài có $1,000,000. Để chứng minh rằng tôi tin vào ngài và bài thuyết giảng của ngài, nếu ngài đến văn phòng tôi vào sáng mai, tôi sẽ đưa ngài $1,000,000. Tôi tên là Philip D. Amor." Người giáo sĩ trẻ tuổi Gonzales đến văn phòng của ngài Amor và nhận được đúng $1,000,000. Với số tiền này, ông đã thành lập được Học viện Kỹ thuật Amor, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Illinois ngày nay. $1,000,000 cần thiết đó là kết quả của một ý tưởng. Đằng sau ý tưởng đó là một niềm khao khát mà người thanh niên trẻ Gonzales đã nuôi dưỡng trong tâm trí mình trong gần 2 năm. Hãy lưu ý rằng Gonzales đã có được một khoản tiền đó trong vòng 36 giờ sau khi ông quyết định rõ ràng trong tâm trí mình rằng ông phải có nó và vạch ra một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Những người khác cũng có thể có những suy nghĩ tương tự như Gonzales, nhưng quyết định mà ông đạt được trong ngày thứ bảy đáng nhớ ấy thì rất hiếm có và khác thường. Ông biến những ý nghĩ mơ hồ bấy lâu thành một kế hoạch chắc chắn và tuyên bố rõ ràng: tôi sẽ có được số tiền này trong vòng 1 tuần. Nguyên tắc đã giúp cha Gonzales có được $1,000,000 vẫn tồn tại và luôn đúng. Nó vẫn sẵn sàng để bạn học hỏi và sử dụng. Nguyên tắc phổ biến này và ngày nay cũng đã khả thi như một người giáo sĩ trẻ tuổi vận dụng nó thành công để thực hiện hóa ước mơ của mình. Làm sao để biến ý tưởng thành tiền? Chúng ta có thể nhận thấy rằng Asa Candler và cha Gonzales có một tính cách chung. Cả hai đều biết được một chân lý đáng kinh ngạc là ý tưởng có thể biến thành tiền qua sức mạnh của những mục đích rõ ràng kết hợp với những kế hoạch cụ thể. Nếu bạn là một trong những người tin rằng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và trung thực là có thể trở nên giàu có, thì bạn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nó hoàn toàn không đúng. Tiền bạc khi đến với số lượng lớn không bao giờ chỉ là kết quả của việc lao động chăm chỉ.
Nếu tiền bạc đến, nó chỉ đến để đáp ứng cho những nhu cầu rõ ràng dựa trên việc ứng dụng những nguyên tắc rõ ràng chứ không hề có sự ngẫu nhiên hay may mắn. Nói chung, ý tưởng là một suy nghĩ thúc đẩy bạn hành động bởi nó luôn kích thích trí tưởng tượng của bạn. Tất cả những thanh nhân, thượng nhân, bậc thầy đều biết rằng những ý tưởng có thể được bán ở nơi không có hàng hóa. Nhưng thương nhân bình thường không biết điều này, đó là lý do giải thích tại sao họ bình thường. Một người chuyên xuất bản những cuốn sách rẻ tiền đã khám phá ra một điều giá trị với những người làm xuất bản nói chung. Ông nhận thấy rằng những người chỉ mua sách vì cái tựa đề chứ không vì nội dung cuốn sách. Chỉ bằng cách đổi tên một cuốn sách bán không chạy, số lượng cuốn sách đó đã bán ra lên đến 1 triệu bản. Nội dung cuốn sách không hề thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Ông chỉ gỡ bỏ cái bìa sách có tựa bán không chạy ra và thay vào đó là một cái bìa mang tựa ăn khách hơn. Điều này đơn giản là một ý tưởng, đó là óc tưởng tượng. Không có cái giá chuẩn nào cho những ý tưởng cả. Người tạo ra ý tưởng đặt ra giá, và nếu người ấy thông minh, họ sẽ có được nó. Câu chuyện của mọi gia tài khổng lồ thực tế đều bắt đầu vào một ngày mà người tạo ra ý tưởng và người thực hiện ý tưởng đó ngồi lại với nhau, cùng làm việc một cách hòa hợp. Vây quanh Andrew là những người có thể làm tất cả những gì ông không thể làm, những người tạo ra ý tưởng và đưa ý tưởng vào hoạt động để làm cho ông ấy và những người khác giàu lên một cách khó tin. Hàng triệu người sống trong một cuộc đời này hy vọng vào những bước ngoặt có lợi cho bản thân họ. Có thể một bước ngoặt thuận lợi sẽ mang đến cho bạn một cơ hội, nhưng kế hoạch an toàn nhất không dựa trên sự may mắn. Một bước ngoặt thuận lợi đã mang đến cho tôi một cơ hội lớn nhất trong cuộc đời, nhưng tôi đã cống hiến và không ngừng nỗ lực hơn 25 để biến cơ hội đó thành của cải và tiền bạc. Tôi có được bước ngoặt này là nhờ được tiếp cận, gặp gỡ và hợp tác với Andrew. Trong dịp này, Andrew đã gieo vào tâm trí tôi ý tưởng tổng hợp lại những nguyên tắc thành công thành một triết lý rõ ràng. Hàng ngàn người đã hưởng lợi nhờ những khám phá mà tôi đã cất công tìm tòi trong nhiều năm nghiên cứu, và không ít người đã tích lũy được một gia tài nhờ ứng dụng triết lý trên. Sự khởi đầu rất đơn giản, nó là ý tưởng mà bất cứ ai cũng có thể phát triển được. Bước ngoặt thuận lợi đến với tôi nhờ gặp gỡ với Andrew, nhưng còn về lòng quyết tâm, mục đích rõ ràng, khát khao đạt được mục đích cùng với một nỗ lực bền bỉ trong ngần ấy năm nghiên cứu thì sao? Không có một khát khao bình thường nào có thể vượt qua được những thất vọng, chán nản, thất bại tạm thời, phê phán và những lời nhắc nhở của những người khác rằng tôi đang mất thì giờ cho một việc vô ích. Đó phải là một khao khát cháy bỏng, một nỗi ám ảnh. Khi ý tưởng trên lần đầu tiên được gieo vào tâm trí tôi qua ngài Andrew, nó như một đứa trẻ cần được tôi vỗ về, chăm sóc và nâng niu để có thể tồn tại. Dần dần ý tưởng đó trở thành một người khổng lồ có sức mạnh tự thân, và rồi chính nó lại vỗ về, chăm sóc và dẫn dắt tôi. Những ý tưởng là như vậy. Đầu tiên, bạn cho ý tưởng của mình sức sống, hành động và những hướng dẫn. Sau đó, chúng tự tích lũy được sức mạnh và quét sạch mọi vật cản trên đường đi tới thành công của bạn. Ý tưởng là một sức mạnh vô hình, mạnh hơn cả những bộ óc vĩ đại nhất đã khai sinh ra chúng. Những ý tưởng vẫn tồn tại mãi mãi, ngay cả sau khi những bộ óc đã sản sinh chúng trở về với cát bụi. Hãy chứng minh cho thế giới thấy điều bạn muốn làm, nhưng trước hết, hãy chỉ ra cụ thể bạn muốn làm gì đã. Được biến thành những giá trị vật chất tương đương. Khả năng tưởng tượng tổng hợp được sử dụng thường xuyên trong quá trình biến khát vọng thành của cải. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh và tình huống đòi hỏi bạn phải kết hợp cả óc tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi được sử dụng, khả năng tưởng tượng tổng hợp và sáng tạo trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn bao giờ hết. Và nếu khả năng tưởng tượng của bạn bị yếu do ít sử dụng, hãy làm cho nó hồi sinh. Những cơ bắp hay bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng sẽ phát triển hơn nếu được luyện tập. Óc tưởng tượng của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn khi bạn thường xuyên dùng đến nó. Rèn luyện khả năng tưởng tượng tổng hợp.
Đầu tiên, hãy chú ý phát triển khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đây là khả năng bạn sẽ phải sử dụng nhiều hơn trong quá trình biến khát khao thành tiền bạc, biến động lực vô hình của khát vọng thành. Chương 5. Óc tưởng tượng. Xưởng làm việc của tâm trí, bước làm giàu thứ 5. Óc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch, động cơ và khát vọng đều được định hình và biến thành hành động thông qua sự giúp đỡ của óc tưởng tượng. Người ta cho rằng con người có thể tạo nên bất kỳ thứ gì mà anh ta tưởng tượng ra bằng khả năng tưởng tượng của mình. Trong suốt 50 năm qua, con người đã khám phá và khống chế được sức mạnh tự nhiên nhiều hơn so với toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại trước đó cộng lại. Và cho dù những thành tựu đạt được là rất lớn lao, chúng ta vẫn còn cách rất xa giới hạn mà con người có thể đạt được. Giới hạn duy nhất của con người nằm trong sự phát triển và sử dụng óc tưởng tượng. Trí tưởng tượng của con người cung cấp những khả năng vô hạn, nhưng chúng ta mới chỉ khám phá ra rằng mình có óc tưởng tượng và bước đầu sử dụng chúng một cách rất sơ đẳng. Hai dạng khác nhau của óc tưởng tượng. Khả năng tưởng tượng thực hiện chức năng của mình theo hai dạng: óc tưởng tượng tổng hợp và óc tưởng tượng sáng tạo. Khả năng tưởng tượng tổng hợp, khả năng này cho phép một người có thể sắp xếp những khái niệm, ý tưởng hay kế hoạch cũ thành những kết hợp mới. Khả năng này không tạo ra cái gì cả, nó chỉ hoạt động với nguyên liệu là kinh nghiệm, học vấn và những quan sát mà ta thu được. Đây là khả năng được hầu hết các nhà phát minh sử dụng, trừ những thiên tài có thể viện đến khả năng tưởng tượng sáng tạo một khi họ không thể giải quyết được vấn đề bằng óc tưởng tượng tổng hợp. Khả năng tưởng tượng sáng tạo, khả năng này cho phép trí tuệ hữu hạn của con người liên hệ trực tiếp với miền trí tuệ vô biên. Đó là khả năng mà nhờ đó những linh cảm và cảm hứng hình thành. Khả năng này mang đến cho con người tất cả những ý tưởng, cả cũ lẫn mới. Nhờ khả năng này mà một cá nhân có thể nắm bắt được những rung cảm của người khác và qua đó liên kết được với tiềm thức của họ. Óc tưởng tượng sáng tạo tự hoạt động chỉ khi tiềm thức của bạn được khuyến khích, kích hoạt và hoạt động ở nhịp độ cao tới mức nó trở nên mẫn cảm và nhạy bén. Một ví dụ điển hình là khi tiềm thức bị kích động bởi cảm xúc của một khát khao mãnh liệt. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính cũng như các họa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ, nhà văn lớn đều trở thành những con người vĩ đại bởi họ biết cách phát huy khả năng sáng tạo của mình. Khát khao chỉ là một ý niệm, một sự thúc đẩy, nó chưa cụ thể, dễ tiêu tan, trừu tượng và không có giá trị gì cả cho đến khi được hiện thực hữu hình của vật chất, đòi hỏi phải sử dụng một hay nhiều kế hoạch. Những kế hoạch này phải được định hình dưới sự giúp đỡ của óc tưởng tượng và chủ yếu là khả năng tưởng tượng tổng hợp từ những kinh nghiệm, học vấn và quan sát của cá nhân bạn. Hãy lắng nghe hết cuốn sách rồi sau đó quay lại chương này và bắt đầu sử dụng óc tưởng tượng của bạn nhằm thiết lập ngay một kế hoạch để biến khát khao của bạn thành tiền bạc. Những ví dụ và hướng dẫn để xây dựng kế hoạch đã được đề cập đến trong gần như tất cả các chương. Hãy làm theo và hướng dẫn nào phù hợp với những nhu cầu mà bạn thấy hay và bạn cảm thấy là nhu cầu dành cho bạn nhiều nhất. Hãy viết ra thành một kế hoạch. Khi bạn hoàn thành điều này, bạn hãy định hình được cụ thể khát vọng vô hình của mình. Bây giờ, hãy đọc lại câu trên một lần nữa theo cách diễn đạt hơi khác một chút. Thời điểm mà tôi viết được ra kế hoạch của mình cũng là lúc tôi đã định hình được